vây bắt nhóm cướp bị mặt có hùng khí. Cháy sừng kinh doanh chăn gà ở Thanh Hóa, một người tử vong. Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng liên quan hành vi cướp tài sản. Cả bốn đối tượng đều trong độ tuổi từ 2005 đến 2008. Anh NVM sinh năm 1998, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường đi Hợp Thịnh, huyện Tam Dương vào ngày 6 tháng 8 đến khoảng 23 giờ đêm khi đến cầu vượt đường sắt thuộc địa phận thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh thì bị một nhóm đối tượng bốn người đi trên hai xe mô tô bịt mặt mang theo hung khí dao bầu, hàn tuyết sắt, vỏ chai thủy tinh áp sát từ phía sau. Tại đây, nhóm đối tượng đã tấn công gây thương tích, cướp tài sản của anh M gồm xe mô tô, điện thoại di động, tiền mặt, ước tính giá trị các tài sản bị cướp là vào khoảng 23 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Tam Dương nhanh chóng điều tra xác minh. Ngày 14 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Dương đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng Trần Văn Linh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Trường khi đang lẩn trốn ở địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen nhau qua mạng xã hội, thường xuyên bỏ nhà, tụ tập ở quán nét chơi game. Do không có tiền chi tiêu, Trần Văn Linh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, dù ba đối tượng đi cướp tài sản và bàn nhau nếu nạn nhân chống trả, các đối tượng lấy hung khí đe dọa, gây thương tích. Một vụ cháy đã xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 tại xưởng kinh doanh chăn, ga, cối đệm của hộ ông Ngô Tiến Thụ ở thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Sương, Thanh Hóa, lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh Thanh Hóa ngay sau khi nhận được tin báo đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, nữ sinh tên L.A. sinh năm 2005 là sinh viên năm thứ nhất đang nghỉ hè bị mắc kẹt trên tầng 2. Mặc dù được người thân, lực lượng chức năng giải cứu ra khỏi khu vực cháy, cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng L.A. đã không qua khỏi. Ông Hoàng Cao Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trạch, huyện Quảng Sương xác nhận đám cháy được phát hiện vào khoảng 8 giờ 30 phút. Ngày 16 tháng 8, ở tại hộ gia đình ông Ngô Tiến Thụ, kinh doanh buôn bán chăn ga chiếu gối đệm tại thôn Trạch Trung. Do thời tiết nắng nóng cùng các sản phẩm dễ cháy nên đám cháy lan nhanh khiến toàn bộ sản phẩm bị thiêu rụi và một nữ sinh bị tử vong. Đến khoảng 9 giờ 30 phút thì đám cháy được khống chế. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, tai nạn giao thông liên tiếp gia tăng, từ đó giống lên hội chuông cảnh báo về tình hình an toàn khi tham gia giao thông. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn tăng 15,58%, khiến người dân không khỏi hoang mang. Mới đây nhất phải kể đến vụ lật xe tải kinh hoàng xảy ra tại km 191, cộng 510, cao tốc, nội bài, Lào Cai. Thuộc địa phận xã Tân An, huyện Văn Bàn khiến hai người nguy kịch. Được biết khi đang lưu thông theo hướng cao tốc Nội Bài Lào Cai, xe tải bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu 50 m, vụ việc khiến hai người bị thương nặng. Tại thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 37C 15171 lưu thông theo hướng Nội Bài Lào Cai, khi đến km 191 còn 510 bất ngờ mất lái lao qua cầu Khe Sang rơi xuống vực sâu 50 m. Ngay khi nhận được thông tin Đội vận hành một trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài Lào Cai và đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông, bộ công an đã tới hiện trường để phân luồng và bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, ô tô tải bị hư hỏng nặng, hai người trên xe được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi trời mưa, đường cao tốc hạn chế một làn xe chạy những ngày này trời mưa đường trơn các lái xe cần chú ý tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tham gia giao thông an toàn hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng vào các dịp lễ lớn do nhu cầu đi lại vui chơi giải trí của người dân tăng cao. Phải kể đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào cuối tháng 4 vừa qua, một gia đình 5 người khi đang điều khiển xe ô tô tới đỉnh dốc Đề Pua thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng 60 m May mắn thay không có ai bị thương. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 4, anh DVD 37 tuổi Thái Nguyên điều khiển xe ô tô 7 chỗ hướng Nà Hì, Điện Biên trên xe chở theo bốn người khác là vợ LTH 39 tuổi và ba con gái đi chơi dịp lễ. Họ dự định tham quan kết hợp thăm người thân. Đến km 5 còn 400 thuộc bản đề Pua, xã Phình Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Anh đê mất lái đánh xe xuống vực bên trái sâu hơn 60 mét. Trong khoảnh khắc sinh tử, ô tô gặp sự cố, anh đê hét gọi vợ con tỉnh dậy, dặn bám chặt vào xe nhớ lại giây phút kinh hoàng đó vợ anh đê cho biết khi sự việc xảy ra chị hát ngồi phía trên cùng chồng ba con gái ngồi phía sau bốn mẹ con đều rất hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra sau cú rơi mạnh chiếc xe biến dạng hoàn toàn thời khắc cả gia đình đều sống sót bước ra khỏi chiếc xe gặp nạn chị hát thầm cảm ơn điều kỳ diệu anh đê cũng chia sẻ chiếc xe biến dạng hoàn toàn nhiều người nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai sống sót nhưng phép màu đã xảy ra cả năm thành viên gia đình đã ra khỏi cái xe bị vò nát này mà chỉ bị xây xác phần mềm, không ai bị gãy xương hoặc có vết thương quá nặng. Thoát khỏi tay tử thần trong gan tất, gia đình như được sinh ra một lần nữa, thấy vợ và các con đều an toàn, anh đề leo lên đường lớn vẫy xe người đi đường nhờ gọi đội cứu hộ và công an. Sau 30 phút, lực lượng chức năng có mặt đưa cả gia đình đến trạm y tế gần nhất sơ cứu. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Nậm Bồ cho biết chiếc xe bẹp rúm. Tuy nhiên, cả 5 người trong ô tô đều may mắn không bị sao. Họ tự chui ra khỏi xe gọi lực lượng chức năng và xe cứu hộ. Bốn thành viên bị xây xước nhẹ ngoài da. Riêng bé gái sinh năm 2014 bị thương phần đầu, tinh thần hoảng loạn. Gia đình thuê xe đến Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Điện Biên trực chiếu. Chị Hát dặn tài xế di chuyển chậm, tránh gây sốc cho con gái chị Hát vừa anh Đề nói gia đình quyết định xin ở lại bệnh viện thêm 3 ngày, sau chụp chiếu các con đều bình an, chị Hát thở phào, bác sĩ khuyên nếu chưa kịp mua vé máy bay thì nên theo dõi thêm. Ngày 3 tháng 5, gia đình đi máy bay từ Điện Biên về Hà Nội, sau đó thuê xe Thái Nguyên. Người phụ nữ cho biết gia đình mua chiếc xe được hơn 4 năm, cài đặt chế độ thắt dây an toàn phía trước, chiếc xe hiện do bảo hiểm quyết định phương án sửa chữa. Đại diện đội cứu hộ giao thông Sơn La cho biết chiều 30 tháng 4, đơn vị nhận được thông tin chiếc ô tô bị rơi xuống vực sâu ở huyện Nậm Bồ cần cứu hộ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điều đáng chú ý, tuyến đường xảy ra tai nạn tập trung nhiều trên các đường quốc lộ chiếm 50%. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông trong quý 1 năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực. Số người chết do tai nạn giao thông đã giảm 484 người, giảm hơn 15%, ủng tắc giao thông giảm 17 vụ, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, trong quý 1 toàn quốc xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 22 người, bị thương 4 người. Trong số này, công an các đơn vị địa phương đã xác định được có 3 vụ nguyên nhân gây ra là do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định. Hai vụ nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ và vượt xe không đúng quy định. Một vụ do người điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc, chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Về tuyến đường xảy ra tai nạn tập trung nhiều trên các tuyến quốc lộ, chiếm 50%. Thời gian xảy ra nhiều nhất vào trong khung giờ, từ 12 đến 18 giờ chiếm 50%. 100% người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông là nam giới. Ở độ tuổi từ 28 đến 55 là nhiều nhất, chiếm 66,67% về phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn mô tô, xe máy, chủ yếu chiếm 41,18%. Các loại phương tiện khác như xe container, xe ô tô, ô tô khách, ô tô tải chiếm tỷ lệ thấp hơn, mỗi loại phương tiện chiếm từ trên 10 đến dưới 18%. Cụ thể, theo thống kê quý 1 năm 2024, có gần 50% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ. Hiện nay, các tuyến quốc lộ này chưa được đầu tư nâng cấp mở rộng nền mặt đường hẹp, không đáp ứng nhu cầu sự gia tăng phương tiện nghi cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian tới. Và đầu tháng 4 vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị không thực hiện việc cấm xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm và xe trọng tải lớn lưu thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn theo đoạn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị việc cấm xe khách trên 30 chỗ xe khách giường nằm xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đã phát sinh nhiều bất cập khi cấm xe khách xe tải trọng lớn đi cao tốc Cam lộ La Sơn các loại xe này đi vào quốc lộ 1A thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết Lực lượng chức năng tích cực tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ. Trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có hơn 275.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 22% các hành vi vi phạm, hơn 245.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, chiếm gần 20% các hành vi vi phạm. Hơn 15.000 trường hợp chở quá tải trọng hàng hóa chiếm hơn 1% hành vi vi phạm, hơn 14.000 trường hợp chở quá số người quy định. Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cũng thông tin trong quá trình thực hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn có một số khó khăn vướng mắt như việc giải quyết các bất hợp lý trong tổ chức giao thông của các đơn vị chức năng còn chưa kịp thời. Để giải quyết khó khăn vướng mắt nói trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục giải quyết các bất hợp lý trong công tác tổ chức giao thông, các điểm đen tai nạn giao thông góp phần làm giảm tai nạn giao thông, ủng tắc giao thông. Với chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể huy động 100% lực lượng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tập trung kiểm soát chặt chẽ đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách xe container xe du lịch xe ô tô mô tô đi phượt nhất là tại các địa phương có các điểm du lịch lễ hội lớn gắn trách nhiệm cụ thể từng đơn vị cá nhân phụ trách địa bàn nếu để tình hình giao thông phức tạp trên địa bàn quản lý ngoài ra sẽ tăng cường khảo sát phát hiện những tồn tại bất cập trong công tác tổ chức giao thông, các điểm đem về tai nạn giao thông để có văn bản kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền khắc phục, trường hợp đã kiến nghị nhưng không có biện pháp khắc phục mà để xảy ra tai nạn giao thông sẽ phối hợp với cơ quan điều tra xác định nguyên nhân và xem xét trách nhiệm liên đới của các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung xử lý năm nhóm chuyên đề mà Bộ Công an đang chỉ đạo, trong đó sẽ xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn xử lý xe khách xe container vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái nằm trên nắp capo ô tô bị chở đi một đoạn đường dài và liên tục kêu cứu, van xin người đàn ông dừng xe. Lên tiếng về vụ việc, nạn nhân là chị PTTV, 27 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an quận Tân Bình đã mời chị lên làm việc để xác minh và cung cấp thông tin liên quan. Theo đó, vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày 15 tháng 8, khi chị V, và bạn tên TT, Tê Tê, 27 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, dừng lại trước cửa hàng số 58 đường Đông Hồ, phường 8 quận Tân Bình để mua bánh mì. Chị V cho hay, chị vào mua bánh mì còn bạn ngồi trên xe. Lúc này, một xe ô tô 5 chỗ đi tới nhấn còi. Thấy vậy, bạn chị V đã lùi xe vào, nhưng tài xế ô tô đã mở cửa ra, chửi bới chị V và bạn đậu xe lấn đường. Sau khi lời qua tiếng lại, chị V cùng bạn đã báo công an và chờ lực lượng này xuống. Hai bên tranh cãi qua lại, tài xế văng tục nhiều lần và biểu hiện thiếu tỉnh táo. Chị Tê thông tin thêm, trên xe lúc này có thêm một người đàn ông khác ở ghế sau. Khi thấy tranh cãi, người này cũng đi xuống nhưng sau đó lại lên xe. Diễn biến được chị V quay clip lại. Thời điểm này, anh LTQ, 26 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, cũng đang live stream nên toàn bộ câu chuyện cũng được ghi lại. Nam tài xế chừng 40 tuổi lúc này lên xe, đóng cửa và giống như sắp rời đi. Thấy vậy, chị V và bạn đứng trước đầu xe. Anh Quy cho biết hai cô gái kia đậu xe cũng sát vào lề không đến nỗi chặn đường đi nhưng người đàn ông có biểu hiện xỉn chửi bới cũng theo anh quy người đàn ông đã chửi bới to tiếng nên hai cô gái mới phản ứng chủ tiệm bánh mì chia sẻ sự việc ban đầu không có gì nhưng do tài xế ô tô chửi hai cô gái nên cả hai đều đứng trước đầu xe để đợi công an đến làm việc tuy nhiên sau đó người đàn ông bất ngờ nhấn ga lao xe tới khiến một cô gái ngã xuống đường người còn lại níu lên capo xe và bị đẩy đi thấy bạn bị đẩy đi chị T cũng nhờ người dân chạy xe máy đuổi theo. Chị Tê cho biết, chiếc ô tô chạy rất nhanh ra đường Lý Thường Kiệt. Khi đến gần cây xăng ở giao lộ với đường Lạc Long Quân, phường 11 quận Tân Bình thì dừng lại. Theo lời kể chị về, chị đứng trước đầu xe ô tô vì không nghĩ rằng tài xế có thể nhấn ga phóng xe đi như vậy. Chị về nhớ lại, lúc chú đó nhấn ga chạy tốc độ cao, tôi chỉ có thể gào thét, kêu cứu và xin lỗi, mong được cho xuống. Chị cố gắng gồng mình, giữ nguyên vị trí, vì rớt xuống xe thì sẽ thiệt mạng. Ngay sau đó, cô gái có đến công an phường 8 quận Tân Bình trình báo vụ việc. Công an cũng kiểm tra hiện trường, lấy lời khai người liên quan. Qua xác minh, chủ sở hữu chiếc xe là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Cường, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này do ông NMD, sinh năm 1978 làm đại diện pháp luật. Hiện công an quận Tân Bình đang lập hồ sơ làm rõ vụ việc. Thời gian qua, các vụ việc nghiêm trọng xảy ra do nguyên nhân xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Tại Ninh Thuận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi sát hại người đối với Trần Văn Anh sinh năm 1999 và Phạm Thanh Bảo sinh năm 2002 cùng chú ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm ngày 23 tháng 8 năm 2023, nhóm thanh niên gồm 19 đối tượng ở xã An Hải, huyện Ninh Phước và nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước mang theo hung khí đến điểm hẹn bên công viên Long Bình, xã An Hải để giải quyết mâu thuẫn. Sau cuộc hỗn chiến đó, nhóm thanh niên ở xã Phước Hải thất thế phải tháo chạy, nên nhóm thanh niên xã An Hải lớn tiếng truy đuổi đối thủ. Truy đuổi được một chặng đường thì nhìn thấy đối thủ dừng lại khá đông để chuẩn bị phản đòn bằng hung khí, nên nhóm thanh niên An Hải phải tháo chạy. Do bị vâm ngã nên Bùi Quang Huy, sinh năm 2009, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, bị Phạm Thanh Bảo và Trần Văn Anh cầm dựa tấn công, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường do vết thương ở vùng đầu gây thương tích 35%. Mặc dù nạn nhân thoát khỏi cửa tử, nhưng hành vi của Bảo và Anh đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đó là hành vi sát hại người có tính chất côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, bất chấp pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội ở địa phương. Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam Anh và Bảo về tội danh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, hai nhóm thanh niên hỗn chiến để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ tài xế ô tô tấn công nhóm người ở bến xe Giáp Bát và cuộc điều tra công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết, đơn vị đã vận động người này đến cơ quan công an trình diện, tuy nhiên nam tài xế vẫn đang bỏ trốn. Ngày 15 tháng 8, công an quận Hoàng Mai Hà Nội đang khẩn trương truy bắt đối tượng liên quan đến vụ xô xát làm nhiều người bị thương trên đường giải phóng gần bến xe Giáp Bát phường Giáp Bát. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai thông tin, đơn vị đã xác định được đối tượng tấn công lái xe ôm cùng những người nhà của nạn nhân, nhưng hiện người này đang bỏ trốn. Chị NL là người thân của những nạn nhân trong vụ xô sát ở bến xe Giáp Bát cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, ông NVT, 55 tuổi, bác ruột của chị L làm nghề xe ôm, đang dừng đón khách ở ven đường Giải Phóng, khu vực cổng bến xe Giáp Bát, thì bất ngờ bị chiếc ô tô biển số 30F 516XX lùi vào từ phía sau lúc này ông tê có nhắc nhở tài xế ô tô thì bất ngờ bị người này lao đến tấn công làm ông tê ngất tại chỗ sau đó tài xế ô tô bỏ về nhà ở gần đó khi ông tê tỉnh lại thấy máu chảy nên gọi vợ và các cháu đưa đi viện cũng theo chị l trong lúc nạn nhân được đưa đi viện vợ chồng chị l cùng gia đình đã tìm gặp đối tượng để hỏi chuyện thời điểm này đối tượng liền xông vào tấn công chị l và em trai chị l ngoài ra chồng chị l vào căn ngăn cũng bị đối tượng ra tay sau đó đối tượng lên xe bỏ đi thì bị bố của chị L đứng ra ngăn cản để chờ công an đến giải quyết. Chị L chia sẻ thêm, đối tượng tiếp tục cầm dao tấn công chồng chị. Một số người trong gia đình chị chống cự được nên bị thương nhẹ. Bố chị L bị đối tượng dùng tô vít tấn công gây thương tích nặng. Hậu quả, bố chị L phải khâu 11 mũi và đang chờ được phẫu thuật do vết thương sâu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã đến công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai trình bày và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Liên quan vụ kiện Sơn Tùng MTP phải đền bù gần 6 tỷ đồng, sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ hai bên, hội đồng phiên họp ngày 15 tháng 8 đã chấp nhận yêu cầu của công ty MTP Talent và tuyên hủy phán quyết trọng tài trước đó. Ngày 15 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đối với công ty cổ phần MTP Talent, gọi tắt là công ty MTP Talent. Công ty nói trên do ông Nguyễn Thanh Tùng, nghệ danh Sơn Tùng MTP làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là công ty TAD Global Việt Nam, gọi tắt là công ty TAD. Theo nội dung vụ việc, ngày 31 tháng 3 năm 2022, công ty TAD ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp quyền sử dụng hình ảnh với công ty MTP Talent. Tổng giá trị hợp đồng hơn 25 tỷ đồng, thời hạn thực hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Theo đó, ca sĩ Sơn Tùng MTP tham gia sản xuất tạo ra các nội dung kỹ thuật số và sử dụng nội dung này trên nền tảng vũ trụ ảo RACA. Công ty TAD sẽ tạo ra vùng đất của ca sĩ Sơn Tùng MTP trên nền tảng RACA, bao gồm nhân vật ảo, hình đại diện ảo và các vật phẩm ảo. Sau khi ký kế kết hợp đồng, công ty TAD đã thanh toán 100% phí dịch vụ. Thời gian đầu, các công việc đã được triển khai, nhưng sau đó bị gián đoạn trong nhiều tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Về lý do gián đoạn, công ty TAD cho biết, tháng 5 năm 2022, ca sĩ Sơn Tùng MTP bị xử phạt hành chính vì MV Jerry No One At Công ty TAD coi đó là một scandal ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh, nên không muốn thực hiện các hạng mục công việc trong thời gian tiếp theo. Phản bác lại, phía công ty MTP Thailand cho rằng, do tình hình kinh doanh của công ty TAD, nền tảng RACA không tốt mới là lý do thực sự đằng sau. Sau đó, hai bên đã trao đổi với nhau để tìm phương án giải quyết các công việc tồn động và gia hạn hợp đồng đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Đến tháng 6 năm 2023, trong lúc đang chuẩn bị các công việc còn lại, công ty MTP Talent tuyên bố từ chối thực hiện vì hợp đồng đã hết hạn từ ngày 30 tháng 4 năm 2023. Theo công ty MTP Talent, các email gia hạn hợp đồng trước đó chỉ là thiện chí của công ty này chứ không phải nghĩa vụ. Vì vậy, công ty TAD đã khởi kiện công ty MTP Talent tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Sau đó, phán quyết của Hội đồng Trọng tài thuộc VIAC chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, buộc công ty MTP Talent phải trả lại cho công ty TAD 80% giá trị các dịch vụ chưa hoàn thành, 8% tiền thuế VAT, 80% phí trọng tài. Tổng số tiền công ty MTP Talent phải trả cho công ty TAD là gần 6 tỷ đồng. Tại phiên họp ngày 15 tháng 8, công ty MTP Talent cho rằng, Hội đồng Trọng tài đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản không tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên và đề nghị tòa hủy phán quyết nói trên. Còn theo công ty TAD, phán quyết trọng tài là phù hợp và đề nghị tòa bác yêu cầu của công ty MTP Thailand. Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ của hai bên, hội đồng phiên họp chấp nhận yêu cầu của công ty MTP Thailand tuyên hủy phán quyết trọng tài trước đó. Không đồng tình với phán quyết của tòa, công ty TAD cho biết sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khởi kiện công ty MTP Thailand ra tòa án nhân dân quận 7. Ngày 16 tháng 8, một đám cháy bất ngờ bùng lên phía sau thùng ô tô tải đang đậu trước bãi xe trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã kịp thời đập cửa cabin, gọi tài xế và tìm cách khống chế ngọn lửa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, chiếc xe tải biển kiểm soát 89H00496 đang đậu sát lề đường trước bãi xe ở địa chỉ 990 quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, bất ngờ bốc cháy phần đuôi xe. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán đập cửa cabin xe để báo hiệu cho tài xế đang nằm ngủ phía trong. Tài xế xe tải lập tức nhảy ra ngoài, mở chốt khóa cabin, tách đầu và thân xe đang bị cháy. Cùng lúc, nhiều người xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 nhanh chóng điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dùng vòi rồng dập đám cháy, ngăn cháy lan từ nhiều hướng. Tại hiện trường, Xe tải chở nhiều phế liệu sẽ gây cháy, trong đó có pin điện thoại và đồ chơi trẻ em. Đám cháy khiến toàn bộ bạt phủ xe và hàng hóa bị thiêu rụi. Đồng thời, tấm biển hiệu của bãi xe cũng bị cháy xém. Đến 2 giờ 30 phút, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Vừa qua thông tin ô tô tải mất lái lao xuống vực ở cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Mặc dù được các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tập trung cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, hai nạn nhân trong vụ việc đã tử vong. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, sáng ngày 15 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch. Do bị chấn thương quá nặng, nên đến trưa cùng ngày, hai nạn nhân đã tử vong. Bước đầu xác định, một nạn nhân trên xe là Nguyễn Văn H, sinh năm 1980 trú tại thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Danh tính của nạn nhân còn lại chưa được xác định. Hiện hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó khoảng 7 giờ 45 phút ngày 15 tháng 8, tại km 191 510 thuộc địa phận xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-15171 đang lưu thông theo hướng nội bài Lào Cai. Đến km 191 cộng 510 thì bất ngờ mất lái, lao xuống cầu khe sang, vụ tai nạn khiến hai người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu